tình trần xa nhà. Từng đêm phút vui quyền theo gió núi, biết ai đâu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo, đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thủy chung. Đi đánh trận trăm miền, miền xa thân xa, có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh, tròn kiếm xuân xanh và em. Đêm từng đêm dặn lòng xin chưa quên hai đứa ở hai miền. Trước mắt quý vị và các bác là chiếc cục đẩy CF với mã sản phẩm XA12. Dòng này thì công suất 500W trên một kênh, nó rất là phù hợp cho các bác và anh em có thể chúng ta ghép để chúng ta có những cái bộ dàn karaoke cho gia đình rất là hay. Và dòng này thì các bác nghe nhạc tiếng nó rất là sạch, tiếng sạch và các giải âm thanh đánh rất là đều, giải bass đánh sâu, tiếng lời sáng các nhá. Nó không bị ù rú, tiếng trống nó không bị cọc các nhá, không bị cọc. Với yêu cầu của anh Khắc Chiến có địa chỉ ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội, thì anh có đặt chiếc đẩy CF này thì em sẽ test xong sẽ đóng gói cho anh, gửi luôn cho anh. Thì gửi về Hà Nội, từ Hải Dương về Hà Nội thì nó rơi vào tầm hôm trước hoặc hôm sau nhận được thôi, nó rất là nhanh. Nếu mà ví dụ lâu thì 2 hôm là nhận được này, rất là nhanh. Thì trước khi cửa hàng thì anh cũng nhờ cửa hàng là chọn những chiếc cục đẩy đẹp. Thì thực ra là cái lô sản phẩm này về thì chiếc nào nó cũng như chiếc nào ấy, chiếc nào cũng đẹp. Mà cái hàng Việt Nam thì trước khi gửi cho bác thì em cũng nói chung là những cái mặt miếng này nó có những cái vết bẩn thì em cũng lau chùi sạch sẽ hết cho các bác, để làm sao cho nó về nhà khi các bác nhận được chiếc cục đẩy nó cũng vui vẻ, về cái hình thức nó nhìn nó bắt mắt, nhìn nó đẹp, cũng như là chọn cho các bác test kỹ cẩn thận để gửi cho các bác. Bởi vì hàng này thì gửi đi gửi lại nó rất mất công. Đấy. Chẳng hạn bọn em gửi không may hàng trăm cái thì không may nó dính một cái là gửi đi chẳng may. Gửi đi thì nó ví dụ tuột dây rắc hay gì đó thì lại phải gửi lại thì mất công, rất là mất công. Mà cuối cùng là tiền cước bên em mình chịu thì nó mất tiền. Cho nên là trước khi gửi bao giờ em phải test kỹ trước gửi cho các bác, thì các bác rất là yên tâm. Ở đây thì vừa rồi test đánh một đôi loa bát 40, chất âm ra rất là hay. Chiếc cục đẩy này thì cái tín hiệu đường vào thì ở đây là vừa rồi em vào đánh trực tiếp từ cục đẩy. Còn nhà bác có vang thì các bác sẽ chuyển dây cân đông hai đầu, một đầu cắm vào vang, đầu cắm vào đẩy thôi nhá. Chúng ta nhìn thấy cái đường input là nó sẽ có cái ba cái lỗ này. Đấy. Thì bây giờ cái dây cân đông nó sẽ có một đầu, nó có một đầu như này, chúng ta cắm vào là vừa. Và đây thì các chế độ đây nó sẽ là gạt, ở đây nó có chế độ shifter, Brunel, Brai. Ở đây gạt thì nó sẽ hiển thị ở phía trước thôi nhá. Và đường giao loa thì các bác có thể sử dụng bằng jack new trick, còn đối với các chơi gia đình thì các bác chơi kẹp loa này là chắc nhất và đấu nó dễ nhất thôi nhá, nó dễ nhất. Con này sử dụng hai quạt gió làm mát thôi nhá. Quạt nói chung rất là êm. Đấy, các bạn em đang bật nên quạt rất là êm. Và con này đã sử dụng sò, dòng sò của Nhật Toshiba. Tất cả ốc sò nó nhà máy nó có sơn sẵn. Nó có sơn này, con nào như con nào. Thấy nhá. Con này thì mạch class H nó có bù áp này, có một cái vỉ bù áp này. Vỉ bù áp này thì cùng nó nói chung là cái mạch class H thì cái điện áp chạy lúc nào ổn định và nó có bù áp nên là rất là khỏe. Cũng có những chiếc cục đẩy rất là nhiều sò, bên em có rất là nhiều sò nhưng mà công suất của nó lại hoạt động nó không hiệu quả. Dòng này thì nó chỉ cần 16 sò, 12 sò là nó đã đánh được gia đình rất là tốt rồi, bởi vì là nó có cái mạch bù áp này. Đấy. Cho nên là cái đẩy nhưng mà bẫy bãi, đẩy để bãi nhưng mà tụ thiết còn nó dùng lâu nhưng mà nó cũng còn đẹp thôi nhá. Đấy, nó còn đẹp như mới. Sử dụng 4 tụ thôi nhá, 4 tụ còn đẹp như mới luôn. Tụ 100V, 4700mi. Đấy. Tất cả dây rắc nó làm nói chung nó rất là đẹp nhá. Dây rắc nó buộc rất là an toàn. Dây này thì giờ nó sẽ ngả ra cái màu hơi vàng vàng. Đấy, hơi vàng vàng. Dây này bình thường nó dây lạt màu trắng này. Đấy, sẽ ngả là màu vàng vàng thôi nhá. Các mạch trên áp mọi thứ nói chung là sạch đẹp, hàng đẹp. Từ những cái đây có đấy linh kiện không có một cái mối hàn nào. Ba bác từ những cái linh kiện dây rắc luôn. Rồi rất là cảm ơn anh Chiến cũng như là quý vị các bác thì khán giả khắp mọi miền các bác
có ví dụ như là thích chiếc cục đẩy này thì các chỉ cần liên hệ số máy của hàng em theo số máy 0385 2228. Đấy, nếu các bác thích chiếc cục đẩy này, các bác chỉ cần liên hệ cho em thì cho em địa chỉ thì em sẽ gửi tận nơi các bác kiểm tra hàng và bán nhé.